Dạ vâng, em Hoàng Khương xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng của em Khương. Và hôm nay thì em có một dành cho các bác nhà mình, những bác nào mà yêu cái đẹp, yêu cái đẹp này, thì yêu số này, yêu phong thủy này, thì có thể em giới thiệu cái chiếc xe Mazda 3 sản xuất cuối 2016 để cho các bác nhà mình cùng chiêm ngưỡng. Nếu bác nào mà yêu cái đẹp, yêu biển đẹp và yêu những cái phong thủy về số thì có thể tham khảo chiếc xe Mazda 3 này của em nhé các bác nhé. Thì hôm vừa rồi thì em cũng đã trải nghiệm, em mua về thì cũng có nhiều bác biết và cũng đã hỏi em, nhưng mà do là em cũng đang trải nghiệm, em đang trải nghiệm chiếc xe này. Thì hôm vừa rồi thì em có mua được con Mac E, thế là do là em cũng hay đi con đó nữa, cho nên là chiếc xe này cũng ít đi, thì là em đưa lên để bác nào mà yêu thích thì có thể tham khảo. Đấy, em sẽ nhường lại đam mê cho các bác nhé. Đó. Thì con Mazda 3 này thì em mua được cũng của ông anh chơi cùng em, ông anh cũng thân. Đó, anh ấy làm ở trong điều tra ở trong quân đội ở Hải Dương nhà em. Thì là vừa rồi thì anh qua chuyển công tác lên Hà Nội, thế là anh cũng lên đấy, thế là anh ấy em gạ mãi thì anh ấy để chiếc xe này cho em. Đấy. Thì là hôm nay thì em giới thiệu đến cho các bác nhà mình nhé. Đấy. Con này nó là Mazda 3. Và điều đặc biệt các bác nhé là con này nó được lên rất là nhiều đồ, hàng trăm triệu tiền đồ cơ các bác ạ. Đó, từ đèn bi xê lông siêu sáng, rồi là từ những cái mí LED, rồi là từ những cái cản đời mới này. Đấy, cái cản trước đời mới nhìn như Mazda 6 các bác ạ. Đấy. Và cái âm thanh, độc cái dàn âm thanh cũng gần 50 triệu các bác ạ. Và cái dàn âm thanh đó nếu mà bác nào không thích có thể tháo ra và vẫn có thể bán được, họ chỉ trừ 30% thôi các bác. Đấy, là anh ấy chia sẻ với em là như vậy. Đấy, bộ âm thanh thì hôm ấy anh ấy cũng tiếc, anh định tháo ra nhưng mà em bảo thôi anh để kỷ niệm cho em, để em nghe em đi. Đấy, thì là anh cũng có để lại cho em. Đáng nhẽ anh tháo ra dàn âm thanh anh bảo là anh độ gần 50 triệu. Đấy, và em không thích thì có thể tháo ra và mang đến tận nơi chỗ đó, họ sẽ mua lại và họ chỉ trừ 30% của mình thôi. Đó. Và đây các bác nhìn này, tổng quan thì chiếc xe này của em đấy, từ cái cản sau này đấy, được lên nếp rất là đẹp đấy. Chiếc xe khi mà những chiếc xe cũ các bác đấy, thường thì mua về người chủ trước chăm chút cho chiếc xế yêu của mình bao nhiêu thì là cái quyền lợi để các bác nhà mình được hưởng sau thì nó sẽ rất là nhiều. Con này nó được còn được lên một cái màn hình Android, cũng anh ấy độ màn hình ZTEC cũng phải tầm loanh quanh 20 triệu gì đấy các bác ạ. Đấy là tổng độc cái tiền đồ này cũng rất là nhiều tiền, hàng trăm triệu tiền đồ cơ. Đấy, chưa tính đến cái biển này các bác, chưa tính cái biển này. Đó. Cái biển này thì thực sự với các bác là bác nào mà yêu số thì cái biển này nó giá trị lắm. Cái biển này giá trị lắm. Và cái xe này em bán là em cũng bán cái biển cũng tăng tiền lên đấy các bác ạ. Chứ bình thường như những chiếc xe mà bình thường đời 2016 xe đẹp thì nó cũng đã loanh quanh tầm 510 triệu rồi. Đấy, nhưng chiếc xe này thì em cũng vừa tiền đồ đạc linh tinh, nhưng mà em bán nó cũng không chênh lên bao nhiêu nhé. Chênh lên một chút thôi. Chênh lên một chút em sẽ nhượng lại đam mê để cho bác nào mà thích. Đấy. Con này nó màu vàng cáp rất là đẹp, xe về sơn xi về tất cả mọi cái nó xuất sắc đấy ạ. Biển 341 tứ quý 5, một cái biển này nếu mà bác nào mà muốn thích biển mà xin biển thì cũng khá là nhiều tiền đấy, tiền trăm đấy các bác. Nhưng mà cái xe cũ thì em chỉ nhượng lại đam mê cho các bác nhà mình thôi, rất là hợp lý thôi. Nó chỉ hơn 500 thôi các bác nhà mình, em sẽ để tặng cho các bác nhà mình. Đấy, thì là sau đây thì em sẽ giới thiệu để về chi tiết để cho các bác nhà mình cùng tham khảo nhé. Con này thì nó rất là đẹp rồi, tất cả tình trạng đấy, mọi cái nó rất là đẹp.
sơn si rồi tất cả các cái. Đây, cho các bác ngắm nhìn một chút về cái ngoại hình của em nó. Mazda 3 thì đi nó rất tiện, tiết kiệm xăng rồi. Em đã trải nghiệm con này và em cũng đã đi gần nửa tháng rồi. Thì em thấy là con này nó rất là tiết kiệm xăng các bác. Nếu mà đường trường các bác đi thì nó chỉ ăn hơn 4 lít thôi. Còn nếu mà đường hỗn hợp các bác đi nó tầm khoảng 6 lít là cầm chắc luôn. Đấy, rất là ít luôn nhé, ít hơn cả vài ớt luôn các bác. Bác nào có Mazda 3 thì các bác sẽ hiểu thôi. Em đổ có 900.000 tiền xăng mà em đi được 5-600 cây. Thì các bác cứ chia ra là các bác biết thôi. Cực kỳ ít luôn. Em thì em đã trải nghiệm rất là nhiều các dòng xe rồi. Nhưng mà điều đặc biệt là em dành cho Mazda là ăn xăng ít. Đấy là công tâm. Công tâm em đánh giá là chính xác là vậy luôn. Vâng. Thì vẫn như thường lệ em sẽ cho các bác nhà mình xem cái máy. Đấy. Tại vì thực sự là chiếc xe này gọi là xem này gọi là để cho nó chi tiết thôi các bạn. Còn chiếc xe này thì nếu mà để cùng đời các bạn, em thấy hiếm có chiếc xe nào mà được đẹp như chiếc xe này các bạn. Thì đây em cho các bác nhìn mình xem nhé. Đây, máy của em đang lỏ. Đấy. Thì là em quay ở cái máy 12 Pro Max này. Thì là nó rất là hiện đại cho nên là nó sẽ bắt những cái âm thanh li ti nó rất là to. Thì có thể nhiều bác nghe nó cái tiếng âm vang lỗi của tiếng bé nó sẽ rất là to. Thì em sẽ tắt cái máy đi một chút để cho các bác nhà mình nghe cho nó dễ nhé. Và nghe thấy em chia sẻ và em cho các bác nhà mình để cho nó dễ. Vâng. Thì cái điều đặc biệt là điều trước tiên thì các bác có thể quan sát đây. Cái tất cả các ốc nhái của nó đây còn zin hết các bác nhé. Đấy, và từ cái con ốc giảm sóc này các bác nhìn này, còn chưa có tháo vặn gì các bác nhé. Đấy. Và ốc chân máy đây các bác này, ốc chân máy đây cũng chưa có vết tháo vặn đúng các bác, mà mới keng này. Đây ốc dàn cò này các bác nhìn này, dàn cò keo còn nguyên này. Đấy, ốc dàn cò vẫn còn ánh 7 màu luôn đúng các bác. Đấy. Đây các bác nhìn này. Ui sợ cái cụ này nữa thì nhìn nó càng dã man cơ các bác. Đây các bác nhìn này, các cái xe mới đâu ạ, xe mới chạy được có hơn 3 vạn thôi các bác. Thì nó là một cái xe rất là mới rồi. Bên trong từ cái gang cái nhôm của nó bên trong kia nữa các bác kìa. Vâng, đây cũng vậy này các bác nhìn này, giảm sóc chưa có tháo, chưa có vặn gì đúng các bác. Đấy. Xe cũ những cái giá trị nó nằm ở đó các bác ạ. Đấy. Người các bác ấy dùng cẩn thận, dùng giữ gìn thì cái giá trị của các bác dùng sau sẽ được hưởng lại nó rất là nhiều và gần như là mới. Đây các bác này, tất cả bên trong này nó chỉ có những cái bụi bẩn thôi các bác ạ. Từng con ốc zin đét và 7 màu sáng choang luôn, từ cái tem cái tiếc của nó còn nguyên các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Đấy, chỉ có những cái vết bẩn thôi theo thời gian thôi. Đấy. Còn đâu nó rất là mới. Đây các bác nhìn này, từng con ốc của nó rất là đẹp, rất là mới. Bên dưới cũng vậy cả các bác kìa, chưa có vết tháo vặn gì luôn các bác nhé. Những cái chiếc xe mà đi ít thì là sẽ chưa phải bảo dưỡng, chưa phải động chạm đến các bác. Đây bên dưới kia cũng vậy kìa các bác nhìn này, xe của nó rất là đẹp. Nếu mà đời mà cuối 2016 mà tìm được một chiếc xe như này thì nó sẽ rất là hiếm các bác. Và điều đặc biệt đấy, nó lại còn có cái biển đẹp nữa. Và anh chủ, nếu bác nào Hải Dương cứ nhìn cái biển này thôi thì hỏi thì sẽ ra. Ông anh em thì làm ở trong chỗ 27 Đại lộ Hồ Chí Minh. Đấy. Anh ấy làm ở điều tra ở trong quân đội. Anh ấy làm công tác trong quân đội luôn, quân khu 3. Các bác nhé. Đây các bác này. Nói chung là máy móc con này thì nó là chấm hết rồi các bác. Máy móc thì nó là chấm hết rồi, không phải suy nghĩ rồi. Con này nó được cái nó là đẹp nhưng mà nó lại các bác hiểu gần như là nó là một một em hoa hậu toàn diện đấy các bác. Đây. Chúng ta nhìn mình xem. Ừ.
Mazda 3 thì kiểu dáng thì rất là trẻ trung. Dài rộng miên man luôn các bạn. Cái cản độ này thì cái mặt ca lăng này độ lên thì nhìn rất là nó to bản giống với Mazda 6 các bạn. Còn đèn đóm thì đã được lên xe lông hết rồi. Đọc những cái pha xe lông này độ cũng rất là nhiều tiền, hơn chục triệu các bạn. Từ cái mí led này cũng vậy. Nguyên bản thì là Mazda thì nó chỉ có là pha những cái pha tinh cầu thủy tinh các bạn. Pha tinh cầu thủy tinh. Nhưng mà nó sẽ chưa, cái bi này của nó sẽ là chưa có led. Đó là bi của nó là halogen bình thường thôi các bác. Còn các bác mà thích sáng những cái pha, những cái đèn sáng trắng như này, xe lông như này thì thường là các bác ấy về là các bác phải độ lên. Đấy, mất hơn chục triệu thì mới lên được những cái đèn như vậy. Đấy, bên dưới là cũng led hết các bác nhé. Bên dưới cũng led. Củ phanh của nhất đây các bác nhé, phanh này tươi giói luôn. Lốp thì đã được thay lốp Michelin rồi, đi sẽ rất là êm các bác. Những người chơi xe, biết chơi xe thì thường thường là sẽ hay thay lốp mít đi các bác, bởi vì lốp mít đi nó sẽ rất là êm, nó là êm ái và nó đi nó mềm mại. Đây các bác này, con xe của em thì nó là xuất sắc rồi. Từ cái ba bô lê này nó led căng luôn. Đó, các bác nhìn từ cái tay lắm này. Nói chung con này nó được toàn diện các bác. Em không phải khen gì đâu, nhưng mà các bác nhìn thôi các bác cũng có thể đánh giá được. Đấy. Từ tổng thành xe rồi từ cái biển nó là xuất sắc rồi các bác. Và nó lại còn mới nữa, chủ đi thì anh ấy giữ gìn. Đẹp các bác, thật sự là nhìn cái biển thôi đi ra bên ngoài đó rất là nhiều bác là phải ngước nhìn rồi đúng không ạ? 34A 55555. Cảm biến xung quanh xe rồi, bô kép thể thao các bác nhé. Cho bác xem cái bô này. Đấy. Vùng miền Hải Dương em, và điều đặc biệt là anh ấy là công chức, anh ấy đi ít thì là sẽ là cái lôi sản sinh ra những chiếc xe đẹp. Thì các bác có thể nhìn đây từng con ốc đúng không ạ? Các bác nhìn từng con ốc nó sáng choang luôn, và từ cái bô cũng vậy. Không có han gì gì luôn đúng không ạ? Các bác nhìn sâu bên trong còn có cái tem mà. Vẫn còn nguyên kìa, đúng các bác? Đấy, ốc này vẫn còn nguyên, chưa có tháo vặn gì cả. Bô trắng tinh luôn, đúng các bác? Đấy, bồ trắng tinh luôn. Đó. Cốp sau. Để cho các bác nhà mình xem cái cốp này. Cốp sau đây các bác. Từ những cái đinh tán nhất của nó, sắc lét luôn. À, các bác này, sơ cua chưa hạ nhé các bác nhé. Mới keng luôn. Bên trong này nó là led như soli rồi đấy các bạn. Con xe này thì nó là chấm hết cục tỉnh rồi. Đi cái biển thôi đã thấy yêu rồi các bạn. Chỉ có hơn 500 thôi các bác nhà mình nhé. Hơn 500 một chút thôi. Em sẽ để cho các bác, bác nào mà đam mê thích. Đây, bác này, từ cái ba bô lê, bác nào biết về xe chỉ cần nhìn ba bô lê của em thôi là đã biết là sẽ không có va chạm gì rồi, đúng không ạ? Cái màu vàng cát thì cũng là một cái màu rất là sạch ạ. Tất cả các chi tiết gia dụng này,
Lét căng luôn ạ. Ốc nhà ấy này các bác này, đèn kít kịt luôn. Những cái đã có ốp lốc hết rồi, sàn đã sàn ra hết rồi. Nói chung con này thì chỉ đổ xăng và chạy thôi các bác. Và đây các bác nhìn này, giá trị của những chiếc xe đẹp của người chủ giữ gìn nó nằm ở đây các bác ạ. Đấy, nó mới các bác ạ, nó khác gì xe mới đâu ạ. Đấy, xe mới chạy có hơn 3 vạn thì nó là chấm hết cuộc tình rồi. Đây các bác này. Và các bác, em lại chia sẻ với các bác nhà mình. Đấy, những cái ghế, những chiếc Mazda các bác nhé. Bác nào mà đi Mazda rồi sẽ biết ghế Mazda của nó mà chạy nhiều 6 vạn trở lên thì cái ghế nó sẽ rất là nhàu và nó sẽ rách. Đấy, nhưng mà đây con này của em đây, ghế yếc còn nguyên, đẹp căng các bác nhé. Đấy, ghế yếc còn nguyên đẹp. Đây, cái màn hình này nhìn đã sướng này các bác này. Đấy, màn hình rất là to. Đấy, có cả cảm biến áp suất lốp biết các kiểu các bác. Đấy, nó rất là nhiều chế độ luôn, bật xem YouTube biết rất là hiện đại. Đấy, con này màn hình ZTEC mà các bác. Đấy, màn hình to bản hơn 10 inch cơ. Đấy, nhìn cái xe của nó hiện đại. Đấy, nhiều bác các bác cứ đi mua một cái xe cũ về, nhưng mà nếu mà người chủ người ta chưa lên một cái gì. Đấy, ví dụ như các bác mua 500 chẳng hạn, nhưng mà về các bác độ lên 20 triệu thì cũng thành quá tội. Đấy, nhưng mà khi mà các bác mua những chiếc xe mà người chủ mà lên được cho mình nhiều đồ thì đương nhiên là cái giá trị mình hưởng lại nó rất là nhiều. Đấy các bác nhá. Đấy là những cái mà các bác lưu ý. Đây thì các bác này, con này nó còn có cả cam hành trình này. Đấy, lại là tiền nữa này. Đấy, thì là anh ấy bảo cũng tầm 100 triệu, hơn 100 triệu thì em thấy là cũng đúng thôi. Đấy, thì nó cũng là chuẩn thôi. Tại vì em làm, cũng làm, nhà em thì cũng có cả độ xe biết. Thì em làm thì em cũng tính sơ sơ những cái đồ. Độc màn hình này đã tầm 20 triệu rồi. Đấy, cả những cái mà đây, cái này là cam hành trình nữa này. Đấy, và loa nữa, dàn loa âm thanh. Đấy, này các bác này, cổ số này, đẹp các bác nhá. Nói chung chiếc xe đẹp thì tất cả các chi tiết nó sẽ ăn khớp nhau, nó rất là đẹp. Đây con này nó còn được lên cả cruise control nhé. Còn Mazda 3 là không có đâu các bác. Đây là được lên giống Mazda 6 này các bác này. Đấy. Đây là anh này, anh rất biết chơi, rất biết chơi xe và rất yêu xe, nên là mới có những cái mà làm cho cái xe của mình nó hết bài. Có thể nói là hết bài, không có gì để phải chê, không có gì phải suy nghĩ. Đến như em là người yêu xe, em nhìn thôi em đã thấy mê. Và những chiếc xe như này thường thường bọn em là phải mua cao tiền lên đấy, thì mới mua được các bác. Còn không là các bác ấy sẽ tháo đồ ra hoặc các bác sẽ không bán đấy. Và đây thì tất cả các chi tiết của em nó lát căng luôn các bác nhé. Các bác cứ nhìn cái máy em quay, mấy cái gầm em quay thôi đấy. Bác nào biết về xe thôi là sẽ hình dung ra được cái xe của em nó như thế nào rồi các bác. Đấy. Tại vì các bác, những bác mà biết về xe thì các bác ấy nhìn, chỉ cần nhìn qua vài đường cơ bản thôi là các bác có thể hình dung ra cái xe như thế nào rồi. Kể cả em đi mua xe cũng vậy thôi, em chỉ nhìn qua vài chi tiết thôi là em mua thôi, chứ em cũng chả cần phải xem kỹ, chả cần phải xem nhiều. Tại vì là những cái chi tiết nó sẽ thể hiện được lên cái xe của mình như thế nào các bác. Đây các bác này, đây, bên trong này rất là đẹp các bác. Ốc nhái là đồ đạc đen kít luôn. Ghế yếc này các bác này, đây, cái chỉ của nó các bác cứ nhìn khác gì mới đâu ạ. Nhìn những cái này đã thấy nó yêu thương rồi các bác. Cảm biến rồi các bác nhé. Cảm biến khóa mở cửa này. Đấy, các bác này, có cảm biến khóa mở cửa này. Cái này chìa khóa em để bên trong. Đây. Cánh cửa lái đây. Không có dấu hiệu gì gọi là có sự xuống cấp theo thời gian các bạn. Đây, ghế lái đây, các bác nhìn này. Vẫn căng đét này,
không có rách lát gì đúng không các bác? Đây. Không có rách lát gì. Đấy. Ghế không có nhàu, không có lát. Và đây các bác cứ nhìn cái này thôi. Đã thấy nó sướng rồi các bác. Xe nó mới mà các bác. Thì giá trị các bác nhà mình sử dụng nó sẽ là còn nguyên. Đấy. Và đây. Các bác nhìn cái vô lăng đây. Vô lăng nó đẹp. Đấy, nó không có đây, nó vẫn còn khác gì cái vô lăng mới đâu ạ. Đây. Cái đường chỉ này các bác nhìn này, nó vẫn còn màu đỏ, nó không bị đen nếp gì cả. Vô lăng từ các chi tiết đấy của nó. Đấy, con này đã được lên cruise control ga tự động rồi các bác. Con này đã được độ cả cái cảm biến này các bác này. Cảm biến này là cảm biến va chạm. Nói chung con này nó là full đồ các bác ạ. Anh này anh ấy rất là biết chơi. Full đồ luôn. Rất là mới. Cruise control ở Mazda 3 thì không có cái cruise control ga tự động này các bác nhé. Đây là độ lên của Mazda 6. Đấy, nó sẽ rất là tiện. Cruise control thì đi đường cao tốc các bác sẽ không phải đạp chân phanh nữa. Đấy, nó sẽ tự động nó đi. Đấy, tự động đi. Và đây các bác nhìn này, hôm trước là em đổ 900.000 thì em đi nó hôm trước là nó là 3.200, có nghĩa là cái số 3.390 cây gì đấy, 3.380 cây, thì hôm nay nó đã lên được như này, là em đi như này 500 cây này, hơn 500 cây rồi, và đây là vẫn còn 125 km này, thì chứng tỏ là nó ăn rất là ít các bác ạ. Và em không nói sai luôn các bác ạ, em không nói sai luôn. Bác nào có Mazda 3 các bác sẽ biết thôi, nó ăn rất là ít. Không riêng gì Mazda 3 mà em nhận thấy là ở những cái dòng xe của Mazda, từ CX-5 và từ Mazda 6, em vẫn chia sẻ với các bác nhà mình rồi, nó ăn rất là ít, ít nhất trong các phân khúc xe. Tại vì máy của nó là SkyActiv các bác. Vâng rồi. Thì bác nào mà yêu thích chiếc Mazda 3 này thì em sẽ nhượng lại đam mê cho các bác. Các bác nhé. Đấy. Thì chiếc xe này nó là chấm hết rồi. Đấy. Những chiếc xe đẹp thì em chỉ thích bán cho các bác nhà mình thôi. Để bán cho các bác thì nó còn được tiếng các bác. Chứ bán nhiều khi anh em thợ cứ thích mua để đi, nhưng mà em cũng không bán, em cũng không thích bán. Em thích bán cho các bác người dùng. Đấy. Tại vì là bán cho các bác thì các bác mới biết đến em. Còn bán cho anh em thì người ta kinh doanh suốt ngày mà, thì nó cũng không mang được cái giá trị gì các bác. Mà em những cái gì mà tốt đẹp thì em luôn muốn dành cho các bác khách hàng nhà mình trước. Đấy, sau đó thì tính sau các bác. Đó. Thì vâng, thì bác nào mà thích thì cứ alo cho em các bác nhé. Vâng, xin chào tạm biệt các bác nhà mình ạ.